Rồi chào cả nhà nha. Hôm nay tiếp tục sang ông nghe nha. Sáng mới đã làm một cái gòn đó nha. Nhìn tới đây thì phát hiện thêm hai ổ nha, dùng quang hai ổ cả nha. Nè ở nhà xem nè. Đó. Đây nha, một ổ nè. Hai ổ nghe nha. Đó, hai cây hàng. Quá trời cái đầu mặt cả nhà ơi, nó ảnh kìa. Con này đầu mặt nó ảnh kìa. Cây gòn. Cây này mấy dao rồi? Cây này hai dao nghe nha, còn cây gòn. Cây gòn 5 dao nghe nha. Ôi trời, cái gòn 5 dao mà nó phì kìa. Cái gòn đây cái nhà đó. Giờ ai dạng sao sư phụ chọn ai? À thì chào cả nhà nha. Thì mình bắt cây gòn nha cả nhà. Cái này mình để cho đệ tử mình bắt cả nhà. Thấy đéo cả nhà, nãy vô á dành nó này nè. Quá thấy cây gòn phì quá, cái dành cây gòn này. Thôi mình bắt cây gòn nha, mình cả nhà mình xiết cây gòn nha, để quay cả nhà xem. Rồi để em bắt lên bắt ổ này quay cả nhà xem nha. Cái nhà đợi em chuẩn bị đồ nha. Rồi nha, giờ sẽ tiến hành lên chinh phục cái này nha. Cái này chinh phục ạ. Chinh phục. Cái này khủng lắm nghe nha. Nghe nhà xong mà từ Tết tới giờ là mới đi bắt lại nghe nha. Nghe là hãy ba cá tới ông mà nghe để đi nghe nha. Trời ơi. Tiếp nghe vậy nè, vậy nè. Nè bắt. À cây này vừa không hãy đâu à. À. Lấy thế mà leo cả nhà. Này qua Tết rồi mình mới leo nghe nhà. Đó qua Tết leo rồi. Thấy sao? Đó, 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 đó. Trời ơi, anh em xin được cái tôi. Ôi ôi nó phì xuống ơi. Ừ. Quá rồi. Sẵn rồi, ổ này không nghe, tìm đầu ơi. Ổ này dữ lắm không rồi. Quá khứ rồi sư phụ ơi. Hết trơn, mặt hết trơn ổ luôn rồi. Ây da, ây da, ây da. Ây da. Trời ơi, nó quýnh ông nội ơi. Ổ này biết sao quýnh rồi. Quá trời mặt mà. Quá trời quýnh này cả nhà. Gì? Làm gì không anh? Lên làm gì? Mà chạy nó quýnh chó chạy nữa lên chi vậy? Ây da. Cái nhà nó quýnh. Ngoặt nào không anh? Trời chạy quýnh hải giò cứng kim chân à. Quá trời cả nhà ơi, lên nó quýnh một cái luôn á. Dạ, 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 dạ. Nhà xem nè nha. Trời ơi, dạ ơi mặt. Mặt cả nhà ơi, hết trơn ổ luôn rồi. Nhà xả tàn nghe nha, dưỡng hết được rồi. Nhà xem mặt nè. Đầy ống trơn nghe nha. Đó. Thấy không, sư phụ em nào. Đó. Thấy luôn cả nhà nghe. Đây nha. Quá khứ rồi. Thấy quay thấy không? Thấy. Đây quay cho. Quay mà đưa đi xuống. Thôi tắt luôn rồi. Tắt bóng mày lại. Ui cổ quá. Quay rồi đưa qua thiên à. Đây nha. Quay ốc động á nha. Ngọt cái nhà. Khó quay quá cái nhà. Nghịch tay cái nha. Nè nào chú. Rồi. Quá đã nha. Cắt ngay nhà nó hung. Ủa này nó hung nóng rồi, lạnh hung rồi. Ổ này nó hung một cái luôn. Xuống cái gì xuống? Xuống đâu?
Sư phụ quýnh quá, sư phụ chạy trước đi sư phụ ơi. Chạy là gì? Chạy là gì? Chạy là, chạy là mình tuột cây. Rớt bạn nha. Trời mát, mất nổi ơi. Biết lâu rồi mới được. Được thằng khủng nghe cả nhà. Quá trời đã rồi. Mày quýnh chơi. Mày quýnh chơi, quýnh đó. Ây da, còn chim nữa nè trời. Ổ này bởi vì em nó chạy phải rồi. Nghe em nó leo nó bắt rồi nghe nhà, nhưng mà nó chạy nghe nha. Quá chứ. Trời ơi, cục này có lít mặt luôn đó sư phụ. Còn cái nữa nè. Quá cái cá. Đây đây, để khoan, để đếm cắt cục này cái nữa sư phụ cầm. Gì? Vậy cắt cục đó riêng ha. Ở da quýnh nữa nè trời. Quýnh da, quýnh da. Quá trời quýnh sư phụ rồi. Quá để quýnh này. Buồn khói ra là quýnh nghe nhà, chịu nổi nha. Sư phụ lên thổi khói tiếp chúng thôi cũng mềm rồi. Quá trời mặt rồi cả nhà ơi. Còn mọc không sư phụ? Không còn, địa tử ém hết cục này luôn. Cầm được không? Nè. Quá nhà, quá đã nha. Rồi cục này nằm sát với cái nhà. Ủa mông ra cái. Mặt hết ổ luôn rồi trời, đã. Hai lít mặt. Quýnh sư phụ xuống trước được chưa? Được. Sao vậy? Xuống là gì? Từ. Nó có cá. Trời ơi, nửa lít mặt nữa ơi. Rồi. Xuống chú ơi, nó quên. Xuống thì nó quên. Đây đi tự cầm cho xuống đây. Đây cái nhánh yếu, cái nhánh yếu đó. Bả đã cả nhà ơi. Rồi cả nhà đợi mình xuống anh quả nghe nha. Quýnh tay chân giò cắn gì ông nội ơi, cứ ngắt hết trơn. Mà cái ổ này, cái ổ này nó quýnh nhiều nhưng mà nó quýnh không đau nghe nè. Quýnh không đau sư phụ ơi. Ổ này quýnh không đau. Kiểu như con non á nha. Nó quýnh không có đau mấy. Quả đã cái này. Ôi. Vừa lên cái nó chập ly á chứ. Ây à. Thôi ơi, cục mạc. Thôi ơi. Lít ra nhà phải gu luôn cả nhà. Quá ê, chùm đầu đi ông hung lắm á. Hung quá. Đây nha. Ôi trời ơi mà. Hết biết mà. Nhiều sư phụ ơi, cục bự nhiều. Quá à, cả nhà ơi. Mở xuống luôn à. Vô cả nhà. Bù, lít mấy 2 lít đó. Mấy 2 lít đó. Nhiều lắm. Rồi nha, giờ để qua bắt ổ gòn quay cả nhà xem nữa nha, cả nhà cùng đón xem nha. Rồi nha, giờ qua ổ thì gòn nghe nha. Ông ngoài kia vô nữa rồi. Hai ổ sát bên luôn cả nhà, bởi vì bù quá. Qua bắt ổ này đã tài quá chưa cả nhà ơi. Rồi. Ổ này chắc không nhiều bằng ổ ngoài rồi. Nãy leo cây kia dữ lắm mà cây này leo không có dữ nha. Yếu hơn nãy quá cả nhà. Cái nhà coi lên còn mẹ cái đó quá trời cái đèn không hết nổi nha. Giận lắm đâu ơi. Con này giận nha cả nhà. Giận lắm giận. Ổ này hả? Không đâu, ổ này không không ok đâu. Không. Ủa, ổ này còn dưỡng được.
kéo tàn hết biết luôn. Rồi bể mộng rồi. Cốc xíu rồi. Cắt không? Cắt luôn ha. Rồi ok. Ủa kìa nó hút hết trơn nghe nhỉ. Không lẽ là không lại. Rồi bên đây chấm vôi luôn nè. Ổ này là cắt 5 dao nghe nha. Trời ơi. Cắt xuống đó nha. Ổ này mặt ít quá. Không review quá nhà xem. Ổ nãy chặt bá thì đem có hai cái bọc à. Ổ này nhỏ một chút xíu thì đem ba cái bọc. Mệt cái nhà ơi. Nha mặt ít xíu à, chút xíu này nữa xi mặt đựng ổ cái nha, đi hai ổ. Ổ kia nó hút mặt quá nha, hút hết luôn. Ổ này ít rồi, ổ kia nó hút hết trơn rồi nè. Xíu gì đây nha, gương mặt lên coi cho bộ hai ổ coi. Chia gọi nghe nha. Chia gọi nghe nha. Còn nhiêu nữa nha. Trời ơi. Ngon cái nhà. Còn đậm lít lít ngoài nữa nha. Rồi. Giờ mình tạm ngừng video nha. Hẹn nhà video tiếp theo nha. Theo hai cây mệt quá nó chuyện hết nổi nha. Hẹn nhà video tiếp theo nha. Chúc nhà một buổi tối xem video khỏe nha. Chào nhà em ơi. Rồi chào nhà nha. Chú Phú, chú. Chào nhà chú Phú ơi. Chào cả nhà ơi. Chạy. Dạ dạ dạ. Rồi. Hẹn gặp lại video tiếp theo nha.